Xin chào cả nhà. Em mới giờ tiễn được một cái đầu Mitsubishi TL3 mới cỡ 95%. Tình trạng bên trong máy là gần như chưa được sử dụng nha cả nhà. Đó, đây là ngoại hình con máy nè. Đó. Máy móc thì bên em bao rin nguyên bản 100% từ từng con ốc từ A tới Z ha. Từ thùng xăng, bình xăng con, điện. Máy này thì bên em chưa chẻ đầu, chưa rớt lóc nha cả nhà. Đó, cả nhà lưu ý ha. Đó. Oppo thì nó còn viền khè đây nè. Đó. Đây. Giờ sẽ mở bô ra cho cả nhà xem quả bê tông và cũng như lốc máy nha. Đây là phần lốc cũng như là bên này là bên bô xả nha nhà. Cả nhà có thể xem được bê tông. Đó, con này thì bê tông chưa đóng khói ha. Đây. Đó, cái phần bô á, miệng bô nó chưa đóng khói luôn nè. Đó, quả bê tông thì trắng ha. Đẹp, không xước, không chè gì hết nha cả nhà. Đó thì cả nhà có thể theo dõi trên màn hình đó cả nhà. Đó, em sẽ lăn xuống nè. Đó. Cái máy nó xài cái máy này cũng như là chưa sử dụng luôn nha cả nhà. Đó, miệng bô nó chưa đóng khói nè ha. Đó, miệng bô trên, miệng bô dưới nè, chưa đóng khói hết. Quả bê tông nó còn chưa đóng khói mà. Đây, đó, máy này thì em bao ở nhà là chưa chẻ đầu, chưa rớt lóc, đi nguyên bản nó hết ha. Đó. Máy thì đã được em vệ sinh bụi bặm đồ hết rồi ha, coi như một phần bề ngoài cái lốc thôi. Đó, cái lốc nhà thấy sáng cực đẹp. Thùng xăng này thùng xăng rin nha cả nhà. Đó, máy em tiễn. Máy em tiễn là để dành là một là gần Tết rồi, mình đăng lên cho khách hàng nào có ý định mua những con máy đẹp về mình chơi Tết ha, cũng như là chân. Đó, đây, bố mà nó còn văng ngang luôn nè. Bố này là KSK nha nha. Nó chung hãng bố với thằng Honda GX35 bây giờ á. Đã ha, đó, phần bố nè. Công tắc đây ha. Ở bên này nó đóng lốc da băng như này nè. Da băng. Máy đẹp. Thùng xăng rin, đó, nguyên bản của cái máy này. Em xin nhắc lại nha, để không thôi thì mới quá thì các bác lại là bình lô. À, máy em tiễn, không có lô ở đây hết. Rồi, bây giờ em sẽ gắp bô vô và bình xăng con vô. Gắp lại hoàn hảo cho nó. Giờ bây giờ sẽ đổ xăng vô, mời cả nhà nghe tiếng máy nổ ha. Đây, máy đã được em đổ xăng vô nha cả nhà. Đó. Bố thì em tháo rồi ha. Đây, em tháo bố cho nổ máy mình bóp ga nó dễ hơn ha. Đây, bố rin nữa nè. Đẹp khiếp không? Rồi, bây giờ nghe mời cả nhà nghe tiếng máy nổ nha. Cái nhà thông cảm tại vì có mình nên em thôi nên nó hơi lụp chụp chút xíu ha. Cái dòng TL33 này nó đã một cái là ga ti nghe nó ấm, cực kỳ ấm cả nhà. À, đối với những máy đẹp nha, nhưng mà cái dòng Mitsu là đặc điểm nó là quá ấm rồi. Ở nghe tiếng máy nè. Nó hiền, phải nói là như con Honda 4 thì đó cả nhà. Mà lên ga cái là nó gì nè. Nhấp nhẹ ra nó chị rồi đó ha, lên nhà lớn nha. Để thử thử vô đây. Đó. Đó, kéo nhẹ ra hết rồi nha. Đó, không? Chưa hết ga mới đỡ ra thôi nha. Xuống máy là thầm thì liền, lên ga là hú tiếng gió không. Thì đã tắt sau này hết nha. Dòng này thì khỏi bàn à, nhất là những con máy VIP đẹp bên cửa hàng em ha. Rồi, thì con máy này em sẽ để chân tại cửa hàng ấp Thạnh Hưng, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha cả nhà. Khách hàng nào gần ở cửa hàng em có thể lại tới cửa hàng và coi ha. Còn khách nào ở xa thì cứ liên hệ em, số điện thoại trên màn hình cả nhà. Số đó có Zalo ha, 0868769344 ha, gặp trực tiếp em. Rồi, clip đến đây kết thúc và xin chào cả nhà. Nhà hàng nhà clip lần sau. Mitsubishi TL33 VIP. Rồi, xin chào cả nhà.